Đây,
là mày vô cái văn ngộ mà tháo ra văn hỏi ai lấy không? Dạ đi mua gì áo rồi. Người sao lấy cái chùm bấm nhỏ luôn. Hả cái một lớp nhỏ. Có vết tờ chứ. Quá trời rồi. Đi đi.
dịch lúc con luôn. Thank you.
bắt một con như vậy nữa hả? Thank you.
bỏ ra lấy ra. Tới mấy dưới rồi Châu ơi, bằng bằng cái miếng ngay ngang luôn đi, hàng bày bày kia luôn nha. Nghĩ gì nghĩ hết rồi, hết đèn hàng công nhật hàng lớp. Có 300 viên gì cái gì, chắc được 300 viên gì. Thank you.
Trời ơi, thôi rồi.
bỏ lại nữa hả? Thằng bố kiếm kiếm thêm hả? Thank you.
cho mặt em đi. Trời chờ cứ gà không đây. Hỏi mấy con gà hỏi em trời. Con gà sao luôn rồi. Ừ. Gà nó bay cái gì đó không biết gà gì. Trời nó cái tay kéo nè. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh, wow.
trả lại đâu ơi, đầu này đầu kia là mới được. Chứ mình thấy một kiểu một năm đứa hết. Nghiêng hết. Chặt thì không sợ nghiêng. Xong chỗ mấy canh ngay ra để xếp. Thôi cái cây cũ để đi, mất công chè nữa. Cái cây cũ để chắc cái đất dài. Thôi để cái hàng, cái đất. Nói toàn cãi không ạ? Rồi hèn hết cái cây này, rồi hèn hết cái tai này, không hèn lết à? Hèn qua lết chứ không hèn sao được. Em hèn đi rồi người ta tính cho. Ta hèn cái đầu nữa đó. Nó kêu không dạ. Kêu gã hai đứa gã cho gã luôn con vợ nữa tao hốt liền. Mình không dám mày thôi. Mình hốt hai đứa gái còn con mẹ nó thì mình kiếm chỗ nào mình đẩy xe ông bỏ. Thôi. Ủa phải cả cái đầu cài còn vô bán con bên kia. Để kỹ nó làm người ai làm thế ông già giờ nói kỳ quá. Bán con bên kia đủ đứa vài chục triệu lẽ không được ha, 50 triệu. Bán nội tạng còn hết mấy chục triệu rồi, 100 triệu rồi. Tôi chọn hai con, tôi bán con mẹ. Rồi bán con mẹ nó xài không xài đã, rồi bán không có lỗ rồi. Trời ơi. Thì già la không kìa. Trưởng ai trưởng lại như con mẹ trời. Biết gì để ông lên chỉ xuống. Nói cái đầu cái cổ có lẽ vậy hả? Cho 4 người
đó. Sao cặp đường qua đây rồi đó. Yeah.
con không chồng? Không. Bố ơi, tôi nào.
Trực tiếp nữa. Cho ai điện thoại ạ? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Rồi sao rút vô cái hẹo luôn. Cái hèn cho nó dính hết, cái hèn cho nó chát mấy đường. Không biết nó muốn làm sao được. Xuất ra nổi lần cũng không. Mình cứ nói vậy anh Lợi chưa biết con mình hả con ta nó
con mình biết chứ sao biết con người ta. Em có đẻ không mà con không em? Lợi nói lợi không biết mắc nhục à? Vợ cũng là đẻ rồi con không em? Ngại. Vợ là người dân. Anh hỏi hai đứa gái hỏi ra dưới này đâu đi vậy mẹ mày đứa nào theo tao không? Đi đứa nào đó theo mẹ, mày theo mẹ tao theo mẹ luôn. Tao theo mẹ mày luôn hả? Ừ. Tao theo mẹ nó hết rồi dở rồi. Bây giờ tính sao tao theo mẹ mày luôn. Ừ. Ngon rồi. Có gì được không? Được. Hỏi trái được. Tính gì chứ mày ạ? Theo ông để ông mẹ tôi cai sang bên Campuchia không? Đó là theo ông để ông bán tôi đi hay gì? Anh trả lời vậy rồi hai đứa con gái nó nói gì không? Có gì không? Không có gì. Con theo mẹ cha con theo mẹ giờ chết chứ con. Tiêm cho nó rồi luôn đi. Rồi hồi đầu đứa nào bạn như vậy? Đòi đi gì vậy? Đó. À. Đó, mẹ mày đi gì rồi có nào theo tao không? Nó nói không. Hỏi không không sao mà làm gì? Không theo mẹ. Hỏi nhỏ lớn theo mẹ. Hỏi nhỏ nhỏ cũng theo mẹ. Nhưng mà theo tao cũng theo mẹ thôi. Đau đầu quá lợi ơi. Mệt nghe lắm.
tao uống theo mẹ mày luôn. Đời. Ai nhà ai cũng cười hết. Chà cười. Ai cũng cười khè khè. Đủ má chứ ngày tao ly dị ổng à. Bà ly dị, đưa ly dị. Bà mày ly dị đâu ký tên. Ký tên, ký tên. Hỏi mấy đứa con thì hỏi gái thứ hai nó cứ làm theo mẹ không? Không. Hỏi sao không theo? Theo mẹ à. Ở gốc theo, theo giờ mà theo ai? Theo mẹ luôn. Mẹ theo mẹ, tao theo mẹ luôn. Điện bùa gì cứ nhảy 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 trời. Ủa má lúc thì nó lủng lúc thì nó đeo dính. Không phải gì gì không đặt ra đâu, đặt đặt ra mới biết được. Thì nó dính rồi. Đi đẹp. Thì dính. Nó nhảy điện kìa. Ừ. Gì? Ăn quay hèn hay gì? Đốt hết bó này về mai là đau mắt chắc. Rồi, chết mà kiếm không có lôi này đâu. Kiếm, kiếm. Anh phải có em gần em. Ba ngày ba đêm tôi chưa có sao ngủ. Chà mấy cái tay này đi đánh rồi ơi. Trời. Chà mấy cái đó đi. Xình không sao hèn. Được rồi, cắt cái cây này ra rất không có. Hết rồi nè. Còn có 2 cây, 3 cây nữa mới nè. Hết rồi. Chà lại lại đi. Cho cắt thì không cắt, cắt chéo đeo. Tay nghề em còn yếu mà anh Lợi cứ làm vậy sao mà làm nổi. Hả? Em tư buồn nhà không có đi đâu chơi à?
Kè mấy cái cây to cũ cái đi luôn nhá, đưa cây mới đây em. Chuyển mấy cái mới qua đây đó. Mấy cái khung á. Thôi không hèn mấy cái cũ đâu. Đưa mấy cái mới qua đây hèn bên đây đi hả. Đây cũng như hồ hà mày thấy không nổi mày đây chị. Ở ngoài chỗ nào là hàng cái đấy không bạn? Lấy cái miếng búi nhùi cái cả. Phải chờ chờ cái miếng này chà con. Lâu lắc thì chứ đó. Yeah.